Hello tất cả mọi người, vì lý do kỹ thuật nên bây giờ Ngọc Thúy xin được phép live lại stream cái bài Kiếp Hồng Nhan của nhà thơ xinh đẹp, dễ thương, điệu đà Hồ Tịnh Văn và của nhạc sĩ Nguyễn Từ. Bây giờ xin mời nhà thơ và nhạc sĩ và tất cả mọi người cùng nghe lại ca khúc Kiếp Hồng Nhan. Cho em xin nhạc đi. Yeah.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh John Vinh và cảm ơn phòng thu Duyệt mình. Cái gì anh ấy quên mất. Xin cảm ơn tất cả mọi người đang cố gắng lắng nghe livestream chiều nay của Ngọc Thủy. Mời mọi người chia sẻ thoải mái. Đó. Được chưa? Ngon lành không? Ngon lành, canh đào đến canh quá. Từ từ đã nó. Từ đã nó. Đừng có nói. Từ từ. Từ đã nó. Từ đã nó. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem livestream.